Rồi hello anh em ha. Hôm nay em lên một siêu phẩm nha anh em. Con máy này là phải nói là đẳng cấp nha anh em. Việt Nam mình kiếm cây thứ hai hơi khó nha. Cây đẹp như vậy nha anh em. Chứ mà hàng hộp 61 vậy thì nhiều, nhưng mà cây đẹp như vậy là rất là hiếm nha. Con này là con máy chính hãng của Thụy Điển nha anh em. Con này là công suất nó bằng thằng Huayna 365 nha anh em, nhưng mà nó được sản xuất tại Thụy Điển nha. Bê tông thì xài chung với thằng 365 luôn, 48 ly ha. Ibin bê tông cũng 365 luôn ha, xài chung với nhau luôn anh em. Mà con này bền gấp mấy lần con Huayna 365 nha anh em. Em khẳng định với anh em là con này bền gấp mấy lần anh em. Tại vì con này là máy chính hãng Thụy Điển nha, nòng nó làm rất là dày dặn luôn ha, đồ đạc nó làm rất là dày dặn anh em. Đi cây lam thì ớn lạnh luôn anh em, cây lam thép mà Huayna ghi theo máy đó nè. Lam sơn ghi theo máy nha. Con này là như máy thùng luôn anh em. Con này anh em chạy về kỹ sân nhất tí là anh em xài ít nhất 10 năm là bình thường anh em. Hiện tại cái lam này tầm khoảng 6 tấc rưỡi anh em, 6 tấc rưỡi á. Lam zin theo máy nha. Mặt tiền nữa nè. Quá đẹp, cái bô đen mông luôn nè. Rồi tạm nhiên ông đó là cái mã số nó là 1410120. Made in Sweden nha anh em. Con này thì công suất nó bằng Huayna 365 anh em, nhưng mà nó chạy bền gấp mấy lần ha, tiết kiệm xăng hơn 365 nhiều anh em. Đồ đạc thì nó dễ kiếm hơn 365 nữa anh em. Con này rất là dễ sử dụng luôn. Anh em khai thác mua con này về là khỏi phải bàn ha. Rồi con này máy bao zin 100% ha. Zin từ con ốc hết trơn anh em. Máy cực kỳ đẹp ha. Made in Sweden ha anh em. Rồi con này em bán là 5.500.000 anh em. Anh em nào cần thì alo em ha. Rồi để em lấy miếng gì em lót cho nó cái em nổ máy anh em nghe luôn ha. Rồi em lấy miếng giấy anh em. Đây. Con này rất là nhẹ giật nha anh em. Anh em chỉ cần kéo nhẹ là chạy anh em. Máy chạy rất là ấm ha, ganti anh em nghe ganti rất là ấm nha anh em. Rồi anh em nào cần thì alo em ha, con này em bán 5.500.000 anh em.